Kính thưa quý khán thính giả, như truyền thống hàng năm, vào ngày Chủ nhật đầu tiên của Tết Nguyên Đán, trà quán bốn phương đều tổ chức một buổi họp mặt thân hữu mừng Tân Niên. Năm nay, Nhâm Dần 2022, vì nạn dịch virus Vũ Hán, trà quán bốn phương tổ chức họp mặt ngoài trời vào hôm mùng 6 Tết Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022 tại tư gia ông Xuân Dũng, tọa lạc tại thành phố Hayward, California. Tuy giới hạn số người tham dự, nhưng buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí thân tình và ấm cúng. Mời quý vị xem trích đoạn buổi họp mặt mừng Tân Niên Nhâm Dần 2022 của trà quán bốn phương như sau. Trước tiên tôi có cái lời cầu chúc cho các bạn ở đây được một năm thịnh vượng, một năm sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Sau cùng tôi có cái lời cảm ơn ông Xuân Dũng là cái người nối cái sự nghiệp của trà quán bốn phương. Ông viết cái thông báo đó, ông nói là trà quán bốn phương ông chủ đâu rồi? À đúng rồi, ông chủ đâu rồi? Quán chủ, trong quán còn đây, quán chủ đâu? Quán chủ đâu rồi? Tôi xin thưa, tôi đã đi ngàn dặm xa xôi nghe cái lời của Xuân Dũng mà tôi phải trở về đây để mà gặp anh em bữa nay, gặp tất cả những cái gương mặt mà thân thương. Nào của Trung Cao, nào là của anh Thiện, nào của cái nhà báo, nào là bạn già của tôi là ông những ông bạn già, ông Hưng bạn già, những ông bạn già, phu nhân của ông bạn tôi là ông Bổ và anh Đức và các phu nhân hát rất hay. Tôi có lời là cảm ơn tất cả quý vị có cái buổi họp hôm nay để mà mình vui vẻ ngày xuân. Cái chủ trương của trà quán bốn phương nó nằm ở trong của cái văn của ông Đậu Chiểu, là này là thuốc lá út ngâu, trà vé điểm tiết, rượu bầu cúc hương, để khi đãi khách qua đường, đãi người văn vật mà đãi trang anh hùng. Tôi mong là để đãi người văn vật, đãi trang anh hùng, cái quán trà của tôi nó có cái nguyện vọng cao cả như vậy đó. Thấy không? Nhất là Xuân Dũng, cái người mà tôi gặp để mà tôi giao hết tất cả những cái nguyện ước để cho Xuân Dũng kéo đến ngày nay là 10 năm rồi, phải không? Trên 10 năm rồi, nhờ cái công ơn của Xuân Dũng mà cái tình trạng cái quán trà nó còn kéo dài tới đây và bà con vẫn còn thương mến. Tôi có lời cảm ơn tất cả những cái thân hữu của trà quán bốn phương đã dành cho tôi những cảm tình sâu đậm như vậy. Bye bye ha, nhớ chúc quý vị tất cả được một năm thịnh vượng. Muốn biết bao nhiêu năm thì cứ lấy 62 tuổi của anh cộng thêm cái tuổi bây giờ là, trừ là cái tuổi bây giờ là bao nhiêu năm, bởi vì anh lấy hưu năm 62 tuổi rồi kìa. À, thì năm nay 87 là bao nhiêu năm rồi, sai nhất. Mặc dù cái quán trà nó đã mất rồi, nhưng mà cái người nối cái lửa đó phải nói Xuân Dũng. Nhờ có Xuân Dũng mà hôm nay mình mới có họp mặt ngày hôm nay. Cho Xuân Dũng một tay có tay. Cảm ơn anh Quanh. Nhiên Khải nói nhờ tôi mà giữ lửa. Thật sự tôi chỉ người giữ lửa thôi, chứ không phải là làm chủ quán, nối quán chủ như anh Khải, như mấy người mà một số người đã lầm tưởng. Tôi không phải nối làm quán chủ, mà tôi chỉ là người giữ lửa để cho những thân hữu của trà quán bốn phương, và đồng thời gần như không ngoài, không những là trà quán của bốn phương thôi mà còn đa số là của vùng Auckland, vùng SB này nữa. Bởi có rất nhiều người ở xa, ngay cả trên du nhành, ngay cả trên ấy vẫn luôn nhớ tức trà quán. Và một số người vẫn hỏi trà quán bốn phương đâu, rồi tôi nói tới đâu cũng có trà quán bốn phương hết. Bởi không biết trà quán, chỉ cần hỏi trà quán bốn phương đâu là tụi tôi alo, tụi tôi đây nè, đó là trà quán bốn phương, chứ đừng hỏi trà quán bốn phương đâu đó. Một lần nữa tôi xác nhận tôi là người giữ lửa để cho còn cái tên trà quán bốn phương, để có dịp những khi ta gọi là hôn quan tang tế, anh em còn có một mặt để mà có góp cùng chung một chút cái tình cảm với nhau. Vậy thôi, chứ không phải là tôi không phải là quán chủ tiếp theo, ông quán chủ họ Tiêu. Ông quán chủ họ Tiêu. Bởi vì tôi mới, nếu mà tôi là quán chủ thì tôi đâu có nói tên quán còn đây, quán chủ đâu, để cho ấm chén động thêm sầu. Phải không? Bạn bè năm tháng ngày xưa vắng, ngày xa vắng, phải không? Xin giữ cho nhau nghĩa trọn trước sau. Rất hay.
đừng có hỏi trà quán bốn phương đâu. Chữ bốn phương đã nói lên ý nghĩa của tứ phương rồi. Tứ phương rồi, chỉ cần hỏi halo và trà quán bốn phương đâu, tụi tôi nói tụi tôi đứng đây nè, là chỗ đó là trà quán bốn phương. Ok vậy rồi, còn một lần nữa thì cũng thay lời, coi như đầu năm đây không phải là tiệc tùng gì lớn, mà chúng ta có cái truyền thống gần mười mấy gần 20 năm nay rồi, cứ hễ cái chủ nhật đầu tiên của Tết là chúng ta họp mặt với nhau để nói gì, để kể chuyện xưa và nói những chuyện nay và nói những chuyện sau. Cũng như ở trà quán tôi đã viết, chúng mình một thở thời chính kiến, lạc bước phương này mới biết nhau. Khoan dội giả từ xin nắng lại, chén trà ta kể chuyện xưa sau. Wow. Kể chuyện xưa sau. Thì bởi vậy, chỉ cần như vậy để gặp nhau để mà ta kể chuyện xưa sau. Đó, từ bây giờ, một lần nữa, tôi cũng xin chúc tất cả những người có mặt ở đây, cũng như những người thân hữu của trà quán bốn phương, một năm mới an khang, thịnh vượng. Tâm hồn luôn luôn được thường lạc. Quan trọng là thường lạc. Vỗ tay. Rồi, thành thật cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
birthday to you. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday.